Chào bạn nha, hôm nay mình vừa mới đi ngắm hoa anh đào với các bạn. Trời nắng, nay trời nắng to mệt quá. Thì mình về đến nhà thì có nhận được một cái phiếu của bên Yamato, người ta gửi hòm thư. Thì mình có mua một sản phẩm ở trên Yahoo, mình đấu giá một cái sản phẩm trên Yahoo ấy. Thì họ gửi đến cho mình, tuy nhiên đến nay mình không có nhà. Thì họ chuyển đến cho mình thì họ đã để làm một cái phiếu hẹn lấy lại đồ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ về vào máy tính và lên hẹn lại lấy đồ. Thì bây giờ là tầm 3 rưỡi, thì bây giờ mình sẽ thao tác trên máy tính và các bạn mình nhân tiện mình sẽ làm cái video để các bạn cùng theo dõi và tham khảo trong trường hợp mà các bạn có mua hàng mà họ chuyển qua Yamato hoặc là qua bưu điện, thì các bạn tham khảo cái cách đặt lại lấy lại đồ và để hẹn cái giờ mình phù hợp để mình nhận đồ nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào máy tính để thao tác luôn các bạn. Đây là kênh YouTube của mình. Các bạn ghé vào xem video thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Thì ở đây mình có cái link để ấn vào nhận hàng. Đây mình có link của Yamato, của Bưu điện và của Sagawa, là ba cái đơn vị vận chuyển lớn ở bên Nhật này. Thì mình cái đơn hàng này người bán hàng người ta gửi qua Yamato, thì cái này nó có thấp nhất ở trên cái khi mà mình đấu giá thành công thì người ta báo luôn cho mình. Thì mình ấn vào Yamato này. Ở đây nó có một cái ô là các bạn điền điền cái các bạn điền cái các bạn điền cái số bưu phẩm vận chuyển này vào là được nhé. Đây thì mình sẽ điền cái số bưu phẩm sau đằng trước của cái phiếu này là cái tên của mình, thì đằng sau là cái một cái phiếu vàng khác, nó có ba cái dòng số. Một đầu tiên là ngày gửi hôm nay này, tầm thứ hai là cái số của bên cái chi nhánh gửi điện thoại của chi nhánh, và số thứ ba là cái số bưu phẩm của mình. Thì số điện thoại này các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho họ để gửi lại cho mình cũng được. Tuy nhiên thì tiếng Nhật thì có thể là không được ok lắm, thì mình đăng ký gói dòng số 3 là dòng 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 số của bưu phẩm các bạn. Đấy thì mình sẽ ấn vào thôi, 7636 trừ 8070 trừ 7145. Đấy là các bạn ấn xong, ok. Và các bạn khi các bạn ấn tiếp tục xong thì nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Bảng này thì các bạn sẽ điền cái thứ nhất là gửi về chỗ địa chỉ cho mình đi, thì là tốt nhất cái địa chỉ cái nhà mình đang ở ấy thì là tốt nhất. Đấy thì ok, sau khi mà các bạn điền xong cái tích này các bạn nhấn tiếp tục. Và một các bạn ấy tiếp tục ở đây, thì sau phần này thì nó có phần thứ hai là các bạn sẽ chọn cái ngày, đầu tiên là cái ngày gửi lại này, thứ hai là cái giờ đấy, giờ, và cái thứ ba là bên dưới là có cái địa chỉ của mình ấy, hòm thư của các bạn ấy, thì các bạn điền vào. Khi mà các bạn đã điền xong các cái này thì các bạn lại tiếp tục bấm tiếp tục thôi. Tiếp tục nó sẽ xác nhận lại một lần nữa là cái việc nhà của các bạn có đúng cái địa chỉ này không này. Rồi xong đấy thì các bạn ấn ok. Đấy, sau khi mà các bạn ấn ok xong thì họ sẽ gửi về một cái mail như thế này. Đấy là mình đã hẹn vào ngày hôm nay luôn, từ 18 giờ đến 20 giờ sẽ nhận hàng. Đấy là như thế là các bạn đã đặt hàng xong, đặt hẹn lịch lấy lại hàng xong rồi. Và chỉ chờ cái việc hàng lấy thôi. Bây giờ mình đã hỏi gửi cho mình hai cái mail. Đấy trên cái mail này qua cái đường link này để xác nhận lại một lần nữa cho chắc ăn thôi. Thì cái này không cần thiết lắm, gửi lại cái thông tin của cái đơn hàng của mình này, có thể đăng nhập luôn trên Yamato ấy. Thì các bạn có thể vào đây được, nhưng mà cái này cũng không cần thiết gì cả. Ok, thế là mình đã hẹn lấy đồ xong và bây giờ chỉ việc chờ để người ta đưa hàng đến cho mình thôi. Đây đây các bạn ơi, thế là sau 2 tiếng mình đặt lại cái hóa đơn hẹn lại đồ của bên Yamato thì họ đã mang lại cái một món quà đồ món đồ cho mình. Đấy thì rất là nhanh, nhưng mà vì mình hẹn từ lúc 4 giờ thì bây giờ đã là mình hẹn từ lấy giờ từ 7 giờ đến 9 giờ, lúc đấy là vừa, vì lúc đấy cách 3 tiếng thì có thể là vừa, thì 2 tiếng thì có thể là hơi muộn, hơi hơi sớm một chút. Đấy mình đã hẹn cách 3 tiếng. Đấy thì đã lấy đồ thành công, thì các bạn có thể tham khảo video này cũng như cái video mà mình thanh toán tiền qua Combini, cũng như cái Combini again, cũng như là coi video mà mình đấu giá trên mạng để mua cái món đồ này nha các bạn.
Mình sẽ mở ra cùng với các bạn một chút nhé. Đây đây các bạn này, mình vừa mở cái túi đồ mà bên Yamato người ta gửi cho mình này. Các tem nhãn các thứ vẫn còn là nguyên đây. Và cái hàng này mình mua là một cái máy ghi âm của Panasonic. Cái ghi âm cũ hàng Chilcohin đấu giá trên Yahoo. Đấy, cái này giá nó là 1 sen. Và thuế của nó 1 sen mấy mình không nhớ, nhưng mà cả thuế là 1 sen 084 yên, và phí vận chuyển là họ yêu cầu 500 yên. Tuy nhiên khi mà họ gửi cho mình thì họ không có yêu cầu là phí bao nhiêu. Thế mình nhập 1 yên vào lúc hóa đơn thanh toán trên 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 Yahoo ấy, thì cũng ok. Thế là mình mất chỉ có 1 sen 085 yên thôi. Đấy, đây là con hàng của mình. Thì ngoài mình sẽ mua một cái pin để bỏ vào đây để mà dùng. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và hãy đăng ký kênh và ủng hộ video của mình nhé.